Xin chào tất cả các bạn, Cẩn Tú đã quay trở lại đây. Và ngày hôm nay thì Tú sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm vô cùng đặc sắc đến từ thương hiệu LG nổi tiếng trên thế giới. Đó chính là chiếc Smart TV LG 4K 43 inch với mã sản phẩm là 43UK6540BTD. Vì sao chiếc TV này lại đặc biệt? Hãy cùng Cẩn Tú khám phá ngay sau đây nhé! Ấn tượng đầu tiên của Tú với chiếc TV này đó chính là thiết kế tối giản nhưng mà vô cùng tinh tế. Smart TV LG 43 inch 43UK6540PTD được thiết kế khung viền kim loại kiểu cách giúp cho thiết kế càng tăng thêm vẻ hiện đại mà không kém phần sang trọng. Đi cùng với đó là chân đế bán nguyệt thanh mảnh nhưng mà không kém phần vững chắc giúp cho chiếc TV LG 43 inch có thể trụ vững trên nhiều dạng mặt phẳng khác nhau. Với kích thước đó là 43 inch vừa phải, cho nên là chiếc TV này sẽ phù hợp với nhiều không gian khác nhau như là phòng khách, phòng họp hay là phòng ngủ. Ngoại hình thì đã rất là ấn tượng rồi, còn bây giờ thì Cẩm Tú sẽ giới thiệu với các bạn các công nghệ tiên tiến nhất mà ông trùm LG đã tích hợp lên chiếc TV này nhé. Màn hình rộng 43 inch với độ phân giải Ultra HD 4K cho độ chi tiết gấp 4 lần Full HD. Tiếp với đó là công nghệ nâng cấp hình ảnh 4K Upscaler giúp nâng cao chất lượng hình ảnh đầu vào, độ phân giải thấp lên gần bằng độ phân giải 4K. Hình ảnh chân thực hơn vì đã có công nghệ Axis HDR mở rộng giải tương phản động cho hình ảnh chân thực hơn. Ngoài ra thì TV này còn trang bị công nghệ HDR Effect giúp giả lập những hình ảnh không có chuẩn HDR lên thành HDR, từ đó nâng cao chất lượng hình ảnh trên TV. Và công nghệ Ultra Luminance trên TV LG 4K này giúp tăng cường độ tương phản, cân bằng giữa màu tối và màu sáng cho màu đen sâu. Không chỉ là chăm chút cho chất lượng hình ảnh mà ông lớn LG còn trang bị cho chiếc Smart TV này công suất loa lên đến 20W. Đi kèm công nghệ DTS Virtual X sẽ mang đến bạn trải nghiệm âm thanh vòm sống động, có cảm giác như là đang ngồi trực tiếp tại rạp hát. LG đã mang đến cho chúng ta một thế giới giải trí đa dạng và phong phú, phù hợp với từng độ tuổi của các thành viên trong gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những tính năng mới của chiếc Smart TV trên nền tảng LG WebOS nhé. Và các bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Cùng với đó là các bạn chỉ cần một chiếc Magic Remote nhỏ xinh như thế này thôi. Và cùng với giọng nói của mình thì các bạn sẽ có một thiên đường giải trí. Giao diện LG WebOS vô cùng thân thiện, hiển thị bắt mắt và sinh động, tạo sự dễ dàng, thuận tiện cho người dùng khi thao tác, đi kèm là kho ứng dụng với nhiều ứng dụng giải trí phổ biến như là trình duyệt web, YouTube, Zing TV, Phim Cộng, FPT Play, cho phép bạn lướt web, nghe nhạc, xem phim, chơi game trên chính chiếc TV của mình. Với Magic Remote, khi bạn nhấn giữ nút có hình micro, chỉ cần nói nội dung mà bạn đang tìm kiếm thì màn hình TV sẽ tự động trả về những kết quả gợi ý trên YouTube và trình duyệt web. Bởi vì là có thể tìm kiếm bằng nhiều thứ tiếng cũng như là tiếng Việt, cho nên là người lớn tuổi hay là những em bé trong gia đình cũng có thể dễ dàng để lựa chọn chương trình mà mình yêu thích. Nhưng mà chưa hết đâu nha các bạn, trên chiếc điều khiển thần kỳ này còn có chuột cảm ứng rất là nhạy. So với những chiếc TV khác, khi muốn điều chỉnh con trỏ sẽ rất là bất tiện và khó khăn bằng cách là bấm nút. Còn với chiếc Magic Remote thì chúng ta chỉ việc là đưa nó lên xuống vô cùng đơn giản. Đồng thời thì nó còn có chức năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt với cả ba miền tiện lợi. Mỗi khi remote sắp hết pin thì màn hình TV sẽ hiển thị thông tin để thông báo cho chúng ta biết. Và chúng ta còn có thể chủ động để thay pin cho chiếc remote này nữa đó các bạn. Chiếc Smart TV LG này có thể hỗ trợ chiếu màn hình điện thoại trên Android thông qua ứng dụng Screen Mirroring để chia sẻ nội dung từ màn hình điện thoại lên TV LG 43 inch để chơi game, xem phim. Giờ đây thì bạn còn có thể cùng bạn bè hay là người thân của mình quay quần bên nhau để xem những hình ảnh và video clip. Và Cẩm Tú có một lưu ý nhỏ, đó là tính năng này thì chỉ sử dụng trên điện thoại Android và một số dòng Windows Phone nhưng mà có hỗ trợ tính năng Screen Mirroring thôi nha các bạn. Việc này giúp điều khiển TV mà không bị lệ thuộc vào remote, đơn giản hơn trong các thao tác điều hướng. Chỉ cần là nhấn nút chọn mở ứng dụng nhanh chóng chỉ qua một thao tác, thay vì là phải vào kho ứng dụng như khi dùng remote TV. Smart TV LG 4K 43 inch 43UK650BTD thiết kế tinh xảo, sang trọng với chân đế hình bán nguyệt, được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thật nhất như Ultra HD 4K, Upscaler, Axis HDR, HDR Effect, Ultra Luminance, hiệu ứng âm thanh đặc sắc với công nghệ âm thanh DTS Virtual X, nền tảng LG WebOS đa dạng tính năng và ứng dụng, sinh động, dễ dàng sử dụng, Magic Remote thông minh và vô cùng hiện đại, ứng dụng Screen Mirroring chia sẻ từ màn hình điện thoại lên TV.
Hiện tại thì chiếc Smart TV LG 4K 43 inch này đang được bán tại Điện Máy Xanh với mức giá khoảng 13 triệu đồng. Bên cạnh đó thì nó còn có hai người anh em nữa với số inch lớn hơn, lần lượt là 50 và 65 inch. Và tùy theo nhu cầu của gia đình mình mà các bạn chọn số inch TV cho phù hợp nhé. Và ngoài chế độ là bảo hành 2 năm cho chiếc TV và 6 tháng cho remote thì chúng ta còn có chương trình trả góp với lãi suất là 0%. Và các bạn có thể truy cập vào website www.dienmayxanh.com hoặc là gọi đến số hotline 1800 1061 để có thể đặt hàng và được giao hàng miễn phí tận nơi. Và các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh để chúng tôi có thể đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng và giá cả tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.